Quý vị, hình thế thời tiết trong 24 giờ qua chịu ảnh hưởng của tri phía nam của rãnh áp thấp có trục qua khu vực đồng bằng Bắc Bộ. Gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình. Thời tiết 24 giờ qua tại khu vực Kiên Giang, đêm có mưa rào dài nơi, ngày có mưa nhiều nơi, gió Tây Nam cấp 3 cấp 4. Hình thế thời tiết hiện tại, rãnh áp thấp trục Tây Bắc Đông Nam qua khu vực đồng bằng Bắc Bộ, nối với một vùng thấp trên khu vực miền Trung của Philippines. Gió mùa Tây Nam có cường độ tăng nhẹ trên các vùng biển phía Nam, trong đó có vùng biển Kiên Giang. Dự báo hình thế trong 24 giờ tới sẽ chịu ảnh hưởng của rìa Tây Nam rãnh áp thấp có trục Tây Bắc Đông Nam nghiêng dần trục về phía Nam, sau có vị trí qua khu vực Trung Bộ nối với vùng áp thấp trên khu vực giữa Biển Đông, di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, kết hợp với gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình đến mạnh, ấp và độ ẩm ít thay đổi. Sau đây sẽ là thời tiết cụ thể cho từng khu vực của tỉnh Kiên Giang. Tại khu vực thành phố Rạch Giá, Tại khu vực này nhiều mây, trưa chiều có mưa rào và dông, ngày có lúc giảm mây, hửng nắng, với gió, gió tây cấp 3, cấp 4, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 25 cho đến 31 độ. Sang đến khu vực thành phố Hà Tiên, khu vực này nhiều mây, có mưa vừa mưa to và dông, ngày có lúc giảm mây, hửng nắng, gió tây đến tây nam cấp 3, cấp 4, với nhiệt độ trong ngưỡng từ 24 cho đến 30 độ. Sang đến khu vực các huyện Kiên Lương, Giang Thành và tại Hoàng Đất, Khu vực này nhiều mây có mưa vừa mưa to và dông, ngày có lúc giảm mây hưởng nắng, gió tây đến tây nam cấp 3 cấp 4, nhiệt độ dao động trong ngưỡng từ 24 cho đến 30 độ. Sang đến khu vực Châu Thành, Tân Hiệp và tại huyện Dùng Riền. Khu vực này trời nhiều mây, trưa chiều có mưa rào và dông, ngày có lúc giảm mây hưởng nắng, gió tây cấp 3 cấp 4, nhiệt độ dao động trong ngưỡng từ 25 cho đến 30 độ. Sang đến khu vực các huyện Gò Quao, An Biên, An Minh, Vĩnh Thuận và tại khu vực U Minh Thượng, Khu vực này nhiều mây có mưa vừa mưa to và rông, ngày thì có lúc giảm mây hửng nắng, gió tây đến tây nam cấp 3 cấp 4, với nhiệt độ trong ngưỡng là từ 25 cho đến 30 độ. Sang đến khu vực thành phố Phú Quốc, tại đây trời nhiều mây có mưa vừa mưa to và rông, ngày có lúc giảm mây hửng nắng, gió tây tây bắc cấp 4 cấp 5, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 25 cho đến 30 độ. Độ cao sóng là từ 0,5 đến 1,75 m, biển động nhẹ sang đến dùng gian bờ Kiên Giang, Nam Du và tại Phú Quốc. Tại đây thì trời nhiều mây, trưa chiều có mưa rào và dông, ngày có lúc giảm mây hưởng nắng, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5, với nhiệt độ trong ngưỡng từ 25 cho đến 31 độ, độ cao sóng là từ 0,5 đến 1,75 m biển động nhẹ. Sang đến khu vực Phú Quốc, Nam Du và tại Thổ Chu, tại đây trời nhiều mây, có nơi mưa dừa, mưa to và dông, ngày có lúc giảm mây hưởng nắng, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5, nhiệt độ là từ 25 cho đến 30 độ, độ cao sóng là từ 0,75 cho đến 2 m biến động nhẹ. Sang đến khu vực Vĩnh Thái Lan, tại đây trời nhiều mây có mưa rào và dông rải rác, gió gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5, nhiệt độ dao động trong ngưỡng từ 25 cho đến 31 độ, độ cao sóng là từ 0,75 cho đến 2 m biển động nhẹ. Lưu ý là trong cơn giông thì có khả năng kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như là chó giật mạnh lốc xoáy và sét đánh bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai trên địa bàn tỉnh kiên giang đến đây là tạm dừng hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình ngày mai xin kính chào tạm biệt